Quan chức Mỹ nói Ukraine sẽ sớm nhận được tên lửa tầm xa ATACMS. Quan chức Mỹ cho biết tên lửa tầm xa ATACMS sẽ được gửi đến Ukraine sớm nhất là trong tuần này. Thượng nghị sĩ Mỹ Matt Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm Chủ nhật, ngày 21 tháng 4, cho biết tên lửa ATACMS có thể tác động đáng kể đến tình hình xung đột trong khu vực, bao gồm bán đảo Crimea và các khu vực khác của Nga. Tôi hy vọng Mỹ sẽ chuyển tên lửa tầm xa ATACMS đến Ukraine sớm nhất có thể. Các chuyến hàng sẽ lập tức có mặt tại Ukraine sau khi gói viện trợ được Thượng viện và Tổng thống Joe Biden thông qua vào thứ Ba hoặc thứ Tư, ông Matt Warner nhấn mạnh. Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với tờ NBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc thông qua dự luật sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga rằng Washington đứng về phía Kiev. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine liên tục kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hành động nhanh chóng để thông qua dự luật tại Thượng viện. Ông cho biết Ukraine rất cần các loại vũ khí tầm xa của Mỹ bao gồm ATACMS và các hệ thống phòng không để xoay chuyển tình thế trên chiến trường. Sau nhiều tháng trì hoãn, Hạ viện Mỹ hôm ngày 20 tháng 4 đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Thượng viện dự kiến sẽ thông qua dự luật trong những ngày tới, sau đó chuyển cho Tổng thống Mỹ Joe Biden để chính thức ký thông qua. ATACMS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương. Tháng 10 năm 2023, Nhà Trắng chính thức xác nhận cung cấp ATACMS cho Ukraine sau khi quân đội Ukraine cho biết đã sử dụng chúng lần đầu tiên trên chiến trường. Các mục tiêu là các sân bay quân sự nằm gần Berdyansk, tỉnh Zaporizhia và Luhansk. Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn. Các biến thể mới hơn của ATACMS có tầm bắn tối đa khoảng 300 km và cho đến nay vẫn chưa được cung cấp cho Ukraine.